Diễn viên đóng nữ tướng đẹp nhất phim Thủy Hử là ai? Đã 25 năm từ khi phim Thủy Hử lên sóng nhưng tên của nhân vật vẫn luôn được đặt trước. Tên thật của nữ diễn viên này, bạn có biết cô là ai? Nữ tướng Hộ Tam Nương trong phim Thủy Hử do nữ diễn viên nào đảm nhiệm? Lương Lệ. B. Vương Tư Ý. C. Hà Tình. D. Trịnh Sảng. Trịnh Sảng sinh năm 1966 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Khi còn theo học tại Học viện Hí kịch Liêu Ninh, chuyên ngành kinh kịch, Trịnh Sảng 6X từng đóng vai Hỗ Tam Nương trên sân khấu. Đạo diễn Trương Thiệu Lâm đã xem qua diễn xuất của cô và gọi điện mời người đẹp tới thử vai. Bản thân Trịnh Sảng rất hứng thú với nhân vật này nên đã lập tức sắp xếp thời gian, công việc để đi thử vai. Vào vai nữ hán tử mạnh mẽ, kiêu hùng của Thủy Hử, Trịnh Sảng đã phải tập cưỡi ngựa, học cầm kiếm và đao. Bản thân nữ diễn viên tuy đã tập luyện kỹ càng nhưng không tránh khỏi những chấn thương từ nhẹ cho tới nghiêm trọng trong quá trình quay phim. Tuy vậy, Trịnh Sảng 6X đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Đến mức, tới thời điểm hiện tại, khán giả vẫn còn gọi tên Hỗ Tam Nương mỗi khi nhắc tới Trịnh Sảng, giờ đây, mỗi lần đi ra ngoài hay tới phim trường. Mọi người đều gọi tôi là Hỗ Tam Nương Trịnh Sảng. Cái tên Hỗ Tam Nương đã được đặt ở phía trước tên của tôi như vậy đấy. Nữ diễn viên này đã phải trải qua bao nhiêu lần diễn thử trước khi được nhận vai Hỗ Tam Nương? 1. B. 2. C. 3. Mặc dù được đạo diễn Trương Thiệu Lâm mời tới thử vai nhưng Trịnh Sảng đã phải thử diễn tới 3 lần mới được nhận vai. Cụ thể, sau lần diễn thử đầu tiên được khoảng 1 tuần, ekip sản xuất phim lại mời Trịnh Sảng lên diễn thử lần nữa. Bản thân Trịnh Sảng là người có kinh nghiệm trong số những người đến diễn thử, lại thông thạo về việc cầm binh khí. Biểu diễn võ thuật nên cô rất khó chịu vì bị mời lên diễn thử tới 2 lần. Trịnh Sảng đã nói thẳng với nhà sản xuất Thủy Hử rằng nếu cảm thấy cô phù hợp với vai diễn thì hãy nói thẳng, còn không phù hợp, đừng yêu cầu cô phải diễn đi diễn lại. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất vẫn không đưa ra quyết định chính thức mà tiếp tục mời Trịnh Sảng tới diễn thử lần thứ 3 sau lần này. Đoàn phim cũng không có quyết định ngay nên nữ diễn viên cho rằng mình đã trượt. Cô quyết định nhận vai diễn ở một dự án phim khác. Thế nhưng đúng lúc dự án này bấm máy thì nhà sản xuất Trương Kỳ Trung gọi điện thoại mời Trịnh Sảng tới ký hợp đồng nhận vai. Vì quá yêu thích vai Hỗ Tam Nương nên Trịnh Sảng chấp nhận rút khỏi dự án mới để tham gia đoàn phim Thủy Hử. D. Không cần diễn thử. Hỗ Tam Nương từng bị đạo diễn gọi lại nhắc nhở trong quá trình quay phim. Nguyên nhân là gì? Tự trang điểm trong quá trình quay. Đạo diễn Trương Thiệu Lâm từng chia sẻ rằng ông đổ rất nhiều tâm huyết cho bộ phim Thủy Hử chiếu năm 1998. Chính vì thế, đoàn phim đã mất tới 3 năm 8 tháng để hoàn tất phần ghi hình cho bộ phim dài 42 tập. Đạo diễn họ Triệu cho hay, ông rất kỹ tính với từng chi tiết nhỏ của phim chỉ với mục đích không bị người xem chửi. Vì bộ phim có bối cảnh là sơn trại nghèo khó, mộc mạc với những trận đánh khốc liệt trên lưng ngựa nên ông yêu cầu các diễn viên phải hóa trang giản dị hết mức có thể. Việc hóa trang của các diễn viên bắt buộc phải tuân theo quy định nghiêm khắc và đặc biệt, các diễn viên không được phép tự ý trang điểm. Trong một lần ghi hình, Hỗ Tam Nương Trịnh Sảng tự ý chuốt mi mắt, đạo diễn họ Trịnh nhận ra ngay và gọi cô lại để quán triệt. Đạo diễn tức giận đến mức khiến các diễn viên nhớ đến già, từ đó không còn ai dám tự ý trang điểm trên trường quay nữa. B. Đến trường quay muộn. C. Quên kịch bản. D. Muốn dùng diễn viên đóng thế. Mỹ nhân này từng gặp thương tích nghiêm trọng trên trường quay Thủy Hử, đó là tai nạn gì? Bị ngã xuống núi gãy chân. B. Bị ngã ngựa gãy tay. Vai diễn Hỗ Tam Nương có nhiều cảnh chinh chiến, cưỡi ngựa nên Trịnh Sảng cũng có kỷ niệm cực kỳ đặc biệt với cảnh quay liên quan đến ngựa. Cụ thể, khi diễn cảnh Hỗ Tam Nương truy đuổi Lâm Sung, Trịnh Sảng phải quay cảnh cưỡi ngựa từ dưới chân núi lên tới đỉnh. Bối cảnh quay là con dốc cao nên đoàn phim lựa chọn chú ngựa cao và đẹp làm bạn diễn cho nữ diễn viên. Bản thân Trịnh Sảng rất tự tin với cảnh quay này, nhưng khi bấm máy, hành động vung kiếm của cô khiến chú ngựa sợ hãi lồng lên, suýt nữa thì dẫm cả lên người nữ diễn viên. Vụ tai nạn khiến Trịnh Sảng bị thương ở tay, đến nay vết sẹo vẫn còn. Tuy vậy, Trịnh Sảng vẫn luôn tự hào về vai diễn này. Tôi tự hỏi, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, chắc chắn tôi vẫn chọn Hỗ Tam Nương. Vì vai diễn này, tôi đã mất nhiều năm chuẩn bị. Hơn nữa, tôi cũng đặt cả trái tim mình vào đó. C. Chấn thương cuộc sống. D. Bị ngựa dẫm.